Alo nha Nam. Mới về ăn cá lẩu kiến à, đẹp quá Nam ơi. Màu đẹp ha. Màu trắng đen nè. Màu này à, ngay gu của mình. Xe đẹp quá. Cái máy có biết luôn vậy Nam. Lại là cái bô nổ dòng tanh đây. Có cái cục nó dở nha, cục sơn đen đó như là chiếc nào nó cũng nổ. Cục máy này nè, đầu bò móc cày luôn. Mấy cái sơn đen cũng dễ lắm anh em, sơn lại dập sơn thôi nha em, chứ không gì hết. Rồi ok à, anh em nào ngay gu thì alo nha. Xe này cục máy nhìn quíu quíu quá. Ở trong phòng hay gì đấy, kêu đi. Thức rồi, trong phòng á. Thôi không. Xe này anh em mình có rửa nha. Dày để gì đấy, giờ mới đã nè. Nói chung cái dòng này nếu mà anh em mà chơi xe rồi là nhìn móc chuyện khoái bóng không thích đâu. Cái này rửa nó dễ lắm, cái này rửa đi sạch xung phát này kia đồ vô là tự động là nó mất hết mấy cái bông này à, nó sáng lên ốc nó cũng sáng lên, nhưng mà không nên để gì nhìn mới đã nè, đẹp anh em thấy ngon nè, còn nhìn nè để gì cho nó đã. Rồi, hộp nhãn alo nha anh em. Xin cảm ơn.